năm 2020 là một năm nhiều biến động trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai. Nhưng là một năm đáng tự hào của công ty cổ phần dịch vụ IELP. Với sự chỉ đạo, quyết tâm của ban lãnh đạo, sự nỗ lực của tất cả các thành viên, IELP đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đặt ra và có những bước tăng trưởng vượt bậc. Chúng ta hãy cùng nhìn lại năm 2020 thông qua việc điểm lại 10 sự kiện tiêu biểu thể hiện kết quả đáng tự hào của IELP. Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường Việt Nam khi IELP triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề khác nhau như sản xuất, xây dựng, bất động sản, tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, điện lực, hàng không và thêm nhiều ngành nghề khác. Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, IELP được các tập đoàn, doanh nghiệp tin tưởng ký kết hợp tác như Đài Truyền hình Việt Nam VTV, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty Xây lắp Điện 1 PCC One, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Edofit, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam VMIT, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn khác. Luôn hướng tới bộ giải pháp quản trị tổng thể cho doanh nghiệp, IELP tiếp tục mở rộng và phát triển các sản phẩm dịch vụ với sự ra đời của trung tâm ISS. ISS viết tắt của IELP Software Solution được thành lập với mục đích mở rộng và nâng cao các sản phẩm dịch vụ của công ty, cụ thể là mảng web sale và phát triển các giải pháp mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay. Nhằm cung cấp giải pháp quản trị cho tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam ở mọi ngành nghề, quy mô, ngoài giải pháp ERP, BI và hóa đơn điện tử, IELP triển khai giải pháp ECM. ECM viết tắt của Enterprise Content Management là hệ thống quản trị tri thức doanh nghiệp hiện đại, thực hiện số hóa tài liệu và quy trình để xây dựng kho tri thức doanh nghiệp mang tính lưu giữ và kế thừa. Là đơn vị uy tín trong ngành, IELP là khách mời trong chương trình Nút bấm VTV2 với phần chia sẻ của các chuyên gia IELP về chủ đề ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Bên cạnh chú trọng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, IELP luôn hướng tới phát triển đội ngũ nhân sự về số lượng và chất lượng. Các khóa đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm được tổ chức dưới nhiều hình thức, được đông đảo cán bộ nhân viên hưởng ứng, tích cực tham gia. Trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp, tính chất triển khai dự án trực tiếp tại trụ sở khách hàng ở khắp nơi trên đất nước, với tinh thần đồng lòng, quyết tâm, toàn thể cán bộ nhân viên đã ứng phó linh hoạt với COVID-19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai đúng tiến độ, các dự án mang lại kết quả tốt nhất. Cuối tháng 10 năm 2020, đánh dấu sự lớn mạnh về chất lượng và số lượng của đội ngũ nhân sự và bộ giải pháp, IELP đã chuyển văn phòng mới về địa chỉ tòa nhà công ty 29, ngõ 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Văn phòng mới được đầu tư, thiết kế tỉ mỉ, mang lại một không gian làm việc hiện đại, thân thiện với môi trường và khơi gợi khả năng sáng tạo của anh em trong công ty. An sinh xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2020, IELP dành ngân sách tham gia tài trợ sự kiện, ủng hộ hướng tới hoạt động ý nghĩa xây dựng cộng đồng như chương trình đóng góp ủng hộ lũ lụt miền Trung, tài trợ giải bóng đá kỷ niệm 100 năm thành lập trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ nhân viên, IELP đồng tổ chức và tham gia nhiều giải chạy trong năm 2020. Tiêu biểu như đồng tổ chức giải chạy giao hữu kỷ niệm 5 năm đồng hành và phát triển với công ty cổ phần Việt Vương tại Việt Trì, Phú Thọ, tham gia giải chạy VN Express Marathon Hà Nội Midnight tại Hà Nội, đồng hành cùng team heo đất giải chạy Up Race năm 2020, cùng nhiều hoạt động thể thao khác. Khép lại một năm 2020 đầy thử thách, 365 ngày đã qua, chứng kiến sự cố gắng không ngừng và quyết tâm của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên IELP để chúng ta có thể cán đích thành công. Năm 2021 đã đến, với những vận hội mới, IELP xin kính chúc đại gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe và hạnh phúc.